Tại sao 45 nước tham gia ASEAN 19 mà Trung Quốc chỉ dùng chuyên cơ đón vua khủng bố? Phải chăng thời nhà lãnh đạo quốc tế khủng bố lên ngôi? Câu hỏi đặt ra là liệu việc cho tiền có cải thiện được địa vị của ông Tập hay không? Tập Cận Bình có ý định công khai thách thức Hoa Kỳ và thành lập liên minh các nước độc tài chống phương Tây do Trung Quốc lãnh đạo. Truyền thông Trung Quốc mô tả chiếc máy bay của Tổng thống Syria hạ cánh trong sương mù dày đặc, làm tăng thêm bầu không khí bí ẩn, ý nói đến việc ông Assad hiếm khi được nhìn thấy bên ngoài đất nước kể từ khi Syria bắt đầu nội chiến. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Kính thưa quý vị, truyền hình Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập trong cuộc gặp với Tổng thống Syria ở Hàng Châu ngày 21 tháng 9. Chúng tôi sẽ cùng tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Syria. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương. Tổng thống Syria Assad có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc sau gần 2 thập kỷ. Ông Assad tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu vào ngày 23 tháng 9. Chuyến thăm này đánh dấu một thành công ngoại giao mới của Assad bị cộng đồng quốc tế cấm vì đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy tháng 3 năm 2011 và những tội ác mà ông ta gây ra trong cuộc nội chiến. Nhà độc tài tìm cách củng cố tính hợp pháp của mình trên trường quốc tế. Việc kết nạp Syria vào Liên đoàn Ả Rập tháng 5 do Ả Rập Xê Út thúc đẩy là cử chỉ đầu tiên ủng hộ việc phục hồi quốc gia này. Bằng cách đến Trung Quốc để gặp ông Tập, lần cuối cùng ông Assad đến thăm Trung Quốc là vào năm 2004 và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Trung Quốc cũng là quốc gia thứ ba ngoài các nước Ả Rập mà Tổng thống Sadha al-Assad tới thăm kể từ khi xung đột nổ ra ở Syria. Nhưng mục tiêu cũng là tài trợ cho việc tái thiết Syria, nơi bị tàn phá sau 12 năm nội chiến. Bắc Kinh từ lâu đã hỗ trợ Damascus về mặt ngoại giao, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trung Quốc đã 8 lần sử dụng quyền phủ quyết tại Liên Hợp Quốc để ngăn chặn các nghị quyết chống lại chính quyền Syria. Lần gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2020, ông Assad hiện phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Úc, Canada, châu Âu, Thụy Sĩ và Mỹ. Dù vậy, các nỗ lực trừng phạt đa phương không nhận được sự nhất trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Nga và Trung Quốc đang là thành viên thường trực. Chuyên cơ đón vị khách đặc biệt, vua khủng bố Syria. Giang Phong, nhà bình luận chính trị cấp cao cho rằng khách mời đặc biệt của ông Tập là Tổng thống Assad. Ông đi trên một chiếc máy bay đặc biệt do Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp và đó là một chuyến bay khứ hồi, một máy bay đầy quà và phải gửi lại cho ông ta. Ông Assad chỉ đến thăm Nga và các nước ở Trung Đông, trong đó có Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Ả Rập Xê Út. Với sự hỗ trợ quân từ lính đánh thuê Wagner của Nga và Iran, chế độ Assad đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 2/3 lãnh thổ Syria. Nhưng trong mắt các cường quốc phương Tây, Assad cũng giống như Kim Jong-un vẫn bị coi là một kẻ bị thế giới ruồng bỏ nên hiếm khi ra nước ngoài. Cuộc nội chiến ở Syria từ lâu đã được quốc tế hóa, các lực lượng khu vực, quốc tế, sắc tộc và tôn giáo tham gia vào cuộc cạnh tranh. Vô số chiến binh sói đang lang thang trên đất Syria. Các bên tham chiến đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để chiến đấu. Chiến tranh đã và đang diễn ra trong nhiều năm nhưng cho đến nay nó cũng không mang lại hòa bình. Người tị nạn Syria đã trực tiếp mang lại những tác động kinh tế và chính trị to lớn cho châu Âu giàu có, đồng thời trở thành chủ đề lớn nhất trong các cuộc đấu tranh về an sinh xã hội và các nghị viện. Assad có thể nói là một nhân vật vô danh. Việc ông ta xuất hiện tại Đại hội Thể thao Châu Á Hàng Châu vào thời điểm này có ý nghĩa gì? Khi Assad gặp Tập Cận Bình, rất có thể ông ta sẽ xin tiền. Lúc này Syria đang khủng hoảng kinh tế và đang cần hàng tỷ đô la cứu trợ khẩn cấp. Còn Tập Cận Bình muốn cải thiện hình ảnh ngoại giao của mình ở Trung Đông. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu việc cho tiền có cải thiện được địa vị của ông Tập hay không? Tập Cận Bình công khai thách thức Hoa Kỳ và thành lập liên minh các nước độc tài chống phương Tây do Trung Quốc lãnh đạo. Các thành viên của gia đình Assad cho đến nay vẫn nắm quyền kiểm soát mọi quyền lực trong đảng, chính phủ và quân đội Syria. Ví dụ như em trai của Assad lãnh đạo lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất ở Syria. Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám cử quân hành động như chiến binh sói. Thay vào đó, Trung Quốc hô to khẩu hiệu, luôn khẳng định các bên liên quan phải bình tĩnh và kiềm chế. Họ cũng gây chiến với Nga trong quá trình bỏ phiếu về các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Liên minh này đã dẫn đến nhiều nghị quyết bị hủy bỏ. Mặc dù cuộc nội chiến ở Syria vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, nhưng nếu phân tích lực lượng của các bên một cách chi tiết thì khá phức tạp.
Nói chung, đây là cuộc xung đột vũ trang giữa những người ủng hộ Tổng thống Syria Assad với phe đối lập cách mạng Syria và các lực lượng khác. Gia đình Assad đã cai trị Syria từ năm 1970 khi cha của Assad nắm quyền trong một cuộc đảo chính và trở thành Tổng thống. Assad trở thành Tổng thống sau cái chết của cha ông vào năm 2000. Vì vậy, khi ở Syria có cái gọi là bầu cử, nhưng thực tế nước này vẫn đang thực hiện chế độ độc tài. Không chỉ Mỹ, Anh, Pháp và các thành viên Hồi giáo khối NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối Assad, mà ngay cả Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Liên đoàn các nước Ả Rập cũng không công nhận chính phủ Assad. Nói cách khác, những nước duy nhất hiện đang ủng hộ chế độ Assad ở Syria là Nga, Iran và Trung Quốc. Tập Cận Bình đã chi một số tiền khổng lồ để đưa Assad tới đây trên một chiếc máy bay đặc biệt. Đây thực sự là một điều rất xấu hổ đối với các nhà lãnh đạo các nước châu Á khác đã đồng ý hoặc đã đến Hàng Châu. Những nguyên thủ quốc gia đó vốn đến bến xe Hàng Châu để ngắm và dùng bữa thư giãn trên chiếc bàn sang trọng trên xe buýt, giờ lại bị ông Tập ép vào thế buộc phải gặp Assad, thậm chí phải nói chuyện về điều đó. Nhân dịp này, ông Tập có thể đóng vai trò là người kiến tạo hòa bình quốc tế và mang lại hòa bình ở Syria. Nếu ông ấy nỗ lực hơn nữa, ông ấy có thể thuyết phục được người Thụy Điển trao cho ông Tập giải Nobel hòa bình. Tuy nhiên, điều này là do ông Tập kiên trì muốn làm nhà lãnh đạo quốc tế, nhưng ông thậm chí không đủ can đảm tham gia hội nghị thượng đỉnh G20, không thể đối mặt với xã hội quốc tế của đất nước chủ đạo và trật tự bình thường. Mà để một vị vua khủng bố đang bị thế giới cô lập ngoại giao đến để ngắm hoa nở và mở tiệc tùng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã định hình tình trạng hỗn loạn ở khu vực Syria và cuộc đàn áp đẫm máu người dân trong nước thành một câu chuyện đầy cảm hứng đã trụ vững trước sự đàn áp của Hoa Kỳ trong 12 năm. Tuy nhiên, có sự hiểu biết chung của các quốc gia không ngoại giao rằng trong đống đổ nát của hơn 10 năm chiến tranh ở Syria, hoạt động kinh doanh ma túy bất hợp pháp do các cộng sự và người thân của Tổng thống Assad điều hành đã trở thành huyết mạch của đất nước và đã trở thành quốc gia ma túy mới nhất trên thế giới. Sản phẩm đặc trưng của họ là một loại amphetamine bất hợp pháp và gây nghiện cao, Captagon. Một cuộc điều tra của tờ New York Times cho thấy phần lớn hoạt động sản xuất và kinh doanh được giám sát bởi lực lượng tinh nhuệ do anh trai của Assad chỉ huy. Tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, một viên thuốc có giá lên tới 25 đô la. Những người tìm kiếm sự vui vẻ nói, một viên thuốc sẽ giúp bạn khiêu vũ suốt cả ngày cuối tuần. Chất gây nghiện fentanyl, nguyên nhân gây ra số ca tử vong lớn nhất ở Hoa Kỳ, đến từ Trung Quốc. Vua amphetamine và vua fentanyl gặp nhau ở Hàng Châu. Bạn nghĩ họ sẽ thảo luận điều gì? Họ sẽ không còn nói về thế giới ngầm hay bàn cách rời bỏ sự đen tối, có lẽ là với chiêu bài mang lại lợi ích cho dân Mỹ. Khi Assad tới Nga để gặp Putin vào tháng 3 năm nay, ông nói rằng ông hoan nghênh mọi đề xuất của Nga nhằm thành lập các căn cứ quân sự mới và tăng số lượng quân đồn trú ở Syria đã có thể bảo toàn được sức mạnh của mình. Rồi Putin lại phải vận chuyển toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không viễn đông về Moscow. Phải chăng ông Tập sẽ thay Putin vào Syria khi ảnh hưởng của Nga trong khu vực đang suy yếu để Assad, vị vua độc ác của Trung Đông, có thể trở thành tên côn đồ địa phương của riêng bạn, đánh bất cứ ai mà không bị trừng phạt? Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc và Syria cách nhau về mặt địa lý hàng trăm ngàn dặm và không có sự hiện diện quân sự so với Hoa Kỳ và Nga, những nước có lực lượng quân sự trên bộ, trên biển và trên không hùng mạnh, cũng như các căn cứ quân sự ở Syria và thậm chí là cả Trung Đông, Trung Quốc và Syria kiên quyết phản đối lập trường của Mỹ. Đồng thời, việc Syria muốn thấy Nga đang trong thế khó khăn và cần tìm nhà tài trợ khác đã khiến ông Assad háo hức sang Trung Quốc và tham gia bữa tiệc do Đảng Cộng sản Trung Quốc bày ra. Thái độ của chính quyền Trung Quốc đối với Assad ban đầu là phân cực bởi vì họ thực sự xấu hổ khi với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rõ ràng họ ủng hộ vua khủng bố và vua ma túy. Bị Ukraine làm suy yếu, Đảng Cộng sản Trung Quốc rơi vào tình thế không còn thận trọng. Vào thời điểm đất nước đang tiến tới chế độ độc tài, việc mời Assad đến thăm Trung Quốc trên chuyên cơ đặc biệt đã cho thế giới thấy rõ rằng ông Tập có ý định công khai thách thức Mỹ, thành lập liên minh chống phương Tây gồm các nước độc tài do Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu. Đồng thời, trên đấu trường địa chính trị nóng nhất Trung Đông, trên chiến trường dầu mỏ và đô la Mỹ nhắm vào điểm nhức nhối ở Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Syria đã được thắt chặt đều đặn kể từ những ngày đầu của cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011, với việc đàn áp các cuộc biểu tình và khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản.
Chính phủ Assad được Nga và Iran hậu thuẫn, hiện kiểm soát hầu hết lãnh thổ Syria và đã thiết lập lại mối quan hệ trong những năm gần đây với các nước láng giềng Ả Rập từng ủng hộ phe đối lập của ông. Syria hiện đang rất cần đầu tư nước ngoài cho cơ sở hạ tầng và phục hồi các ngành công nghiệp khác nhau. Tình hình kinh tế tồi tệ đã gây ra các cuộc biểu tình ở miền nam Syria, trong đó có đám đông kêu gọi phế truất Tổng thống. Tuy nhiên, các nhà phân tích nghi ngờ rằng Trung Quốc sẽ đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào hướng tới việc giúp đỡ Syria, vì bất kỳ khoản đầu tư nào của Trung Quốc hoặc các khoản đầu tư khác vào nước này đều có nguy cơ khiến nhà đầu tư vướng vào lệnh trừng phạt của Mỹ theo đạo luật CASTRA năm 2020. Đạo luật này có thể đóng băng tài sản của bất kỳ ai giao dịch với những gì còn tình trạng là một kẻ ngoài lề. Bắc Kinh đã tăng cường can sự ngoại giao với Trung Đông trong những năm gần đây. Vào tháng 3, đã giúp môi giới một thỏa thuận bất ngờ giữa các đối thủ lâu đời trong khu vực là Ả Rập Xê Út và Iran để chấm dứt rạn nứt ngoại giao kéo dài 7 năm của họ. Ông Tập nói, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Syria thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường để đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển khu vực và thế giới. Ông Martel Lagrinzi, giáo sư quan hệ quốc tế tại Cass Froscari, Đại học Venice cho biết, tôi không nghĩ Trung Quốc cam kết đủ với Syria để vận động hành lang dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đa phương. Đó không phải là một phần bản sắc vai trò của Trung Quốc ở Trung Đông, đó là cố gắng giữ vai trò mà không đứng về phía nào. Ông Alfred Gu, phó giáo sư trường chính sách công ở Singapore, nói với Reuters, trong nhiệm kỳ 3, ông Tập muốn công khai thách thức Mỹ, vì thế tôi không nghĩ có gì đáng ngạc nhiên khi ông ấy sẵn sàng đi ngược quy tắc quốc tế và đón tiếp những nhà lãnh đạo như ông Assad. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.